WCS Việt Nam 2022 đã chính thức kết thúc với chiến thắng 4-0 của Flash ở trận chung kết tổng trước kẻ bám đuổi Cerberus. Đánh bại thần khuyển, Flash chính thức trở thành nhà vô địch WCS Việt Nam 2022 và có được tấm vé đến với Wild Rift Championship. 17 trận đấu chỉ với 2 thất bại ở vòng bảng, 15 trận thắng với những chiến thắng hủy diệt trước các đối thủ của mình như một lời khẳng định cho phe thế số 1 tại Việt Nam của Flash. Đồng thời cũng phải hơi nóng vào gáy của các đối thủ khu vực Đông Nam Á tại WCS Finals sắp tới. Hòa chung bầu không khí tưng bừng mà các Flasher đã có thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình đến với chức vô địch đầu tiên của Flash, đánh dấu cho một tương lai huy hoàng của tổ chức thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam. Nói một chút về trận chung kết giữa Flash và Cerberus. Ván đấu thứ nhất, thế trận chậm, tưởng chừng sẽ là lợi thế cho Cerberus chơi giai đoạn về sau. Nhưng liên tiền thua trước Flash là nguyên nhân khiến cho Khuyển Vương ba đầu không thể có được những mục tiêu quan trọng. Bề bố tiến công của Sai đã đủ để Flash dẫn trước 1-0 trong trận chung kết tổng. Khi mất đi người mạnh nhất rồi, bể một người về, tại sao lại là Galio? Galio rất trâu, anh ta quay ngược trở lại đấm thẳng vào mặt cái thành viên bên phía Cerberus, họ chịu không nổi và với pha tiến công Sai đã bắn thẳng vào nhà chính của đối phương và chính là hưng phấn ở ván đấu thứ hai. Ellie chọn cho mình công bài về đáp trả sự tự tin đó. Sát thủ bên phía Flash bị các thành viên của Cerberus chăm sóc rất kỹ càng ở giai đoạn đầu, nhưng Flash vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận ở giữa game là tốt đến mức nào khi những Sai và Jisoo với khả năng đấm đá là quá tốt. Và khi V của Ellie có những trang bị và được xả sát thương thì Flash tiến tới chiến thắng để nhân đôi cách biệt trong cặp trận BO7. Không có một cái cửa nào ta đánh được với một vị tướng tay dài phía kia bật cho mình sức hút lên. Kinza đứng rất gần cái mũi cỏ đó và Kinza bị đá ngược trở lại. Ta quá thấp bầu rồi. Ellie đã có được một điều hạ gục. Legendary dành cho Shy. Double kill dành cho Ellie. Bắn liên tục là con ven của anh ta. Hillborn đang quay chạy và quét sạch triple kill dành cho Ellie. Và đây sẽ là ván thắng thứ hai của team Flash trước Cerberus ở chung kết tổng WCS 2022. Một lần nữa thì trận trước hai ván, cơ hội là vẫn còn với các tuyển thủ CES khi đây là một cặp BO7 chứ không như BO5 ở những lần đối đầu trước. Điều kiện thắng của Cerberus được đảm bảo ở giai đoạn đầu khi Ganza có lượng tiền nhỉnh hơn Ellie. Nhưng những đồng đội của Ganza là Max hay BMM đều có những chất tướng khó chơi đã khiến cho đội tuyển này không thể duy trì được thế cân bằng trước Flash. Flash có ván thắng thứ ba và chỉ còn một ván thắng nữa để có được chiếc vô địch. Nhưng liệu là ta có dám chơi trong tình huống này không? Đẩy Jisoo bên tuyến kia đang rồng 1.800 máu từ rồng bị chặn ở phía ngoài là các thành viên bên phía của Cerberus bắt đầu đánh ngược trở ra. Đó là Flash, những tia chỉ kích trước đầu. Con Khazix bắt đầu nhảy vào, Jisoo double kill cực kỳ đơn giản, nhảy double liên tục double đến từ MT. Cả nhà chính của Cerberus sẽ nổ, thậm chí là còn trước phút thứ 15. Bị dồn vào thế chân tường, Cerberus tỏ ra quá bất ổn về lối chơi cũng như tâm lý. Nắm bắt được thời cơ chín mùi, Ellie cùng các đồng đội đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời ở ván thi đấu thứ tư cũng như là cuối cùng của trận chung kết, đánh sập giấc mộng về một cuộc ngược dòng của Cerberus. Dù 4-2-0, Flash với màn trình diễn của mình ở mùa giải hay ít nhất là trong trận đấu chung kết vừa rồi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đội tuyển Liên minh Huyền thoại tốc chiến số 1 Việt Nam. Mọi thứ bắt đầu từ chiến thắng lịch sử của Flash trước SPTC ở trận chung kết vòng tuyển chọn SEA Games 31. Chiến thắng đó đánh dấu cho sự chuyển giao quyền lực. Đối với SE, đó là cột mốc buồn đánh dấu sự đi xuống của các tuyển thủ từng đứng trên đỉnh cao ngày nào. Về phía Flash, đó có thể xem là bước ngoặt quan trọng giúp họ băng băng trên con đường trở thành đội tuyển tốc chiến số 1 Việt Nam. Ôi, tiếp tục là muốn kết áp một thời băng trụ trong tình huống này. Chúng ta thường rồi vào là đủ một cú sử dụng quả bóng tối chuẩn xác. Và đây là đại thử thách kích hoạt thành công. Chí thú đang bay nhảy ở trong đội hình của đối phương và trước thềm nhà. Anh ta đã bị cảnh cáo một lần khi lao thẳng vào nhà chính rồi. Wow, nhưng đây sẽ không có cảnh cáo lần thứ hai khi Jisoo và những người đồng đội của mình và tấm vé tới SEA Games 31 xin được xướng danh team Flash. Không có quá nhiều điều để nói về hành trình của Flash ở giai đoạn vòng bảng trước WCS Việt Nam 2022 khi nó chỉ gói gọn trong hai từ chiến thắng. Nếu như Flash cẩn thận hơn ở những trận đấu gặp The Legendary Ganker hay Saigon Feather ở đầu và cuối vòng bảng thì hành trình của họ tại WCS lần này sẽ thêm phần trọn vẹn.
cậu được ước thấy ở playoff, The Legendary Ganker đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Flash khi Ellie cùng các đồng đội khiến cho Ganker không thể ngóc đầu lên mặt chiến thắng 3-0. Tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Flash chiêu đãi người hâm mộ của mình với món cày tờ chín món khi hạ gục Thần Khuyển với tỷ số 3-0. Không như một đội bóng áo đỏ thành ma nào đó, Flash dường như không biết đến mùa thất bại ở giai đoạn playoff, thậm chí họ còn chẳng cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào khi giành tỷ lệ thắng 100%. Hai cặp BO5, một cặp BO7, 10 ván thắng, không ván thua. Flash nay không còn là một phép bổ trợ mà họ đã trở thành một thế lực đúng nghĩa tại đấu trường Liên minh huyền thoại top chiến Việt Nam và cả Đông Nam Á. Lately I was thinking I never told you. Ở khu vực đường Barrett, Flash, Shy đang tỏ ra quá vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu. Có được mức giải đao tốt trong năm 2021, Shy phiên bản 2022 đã có phong độ cực kỳ ổn định qua từng giai đoạn. Ưu tiên sử dụng những con bài đấu sĩ như Renata, Darius, Fiora, Seth hay thậm chí còn thể hiện tốt ở những chất tướng cấu rìa, điển hình là Jayce, khu vực đường trên. Shy luôn thể hiện giá trị của mình xuyên suốt các ván đấu, đặc biệt trong giao tranh tổng ở giai đoạn giữa và cuối. Có lẽ người hiểu được điều đó nhất chính là BMM và Cerberus ở trận chung kết vừa qua. Không chỉ xuất sắc về kỹ năng đi đường, tư duy chiến thuật cũng như những pha macro của chàng tuyển thủ trẻ bên phía Flash cũng để lại cho người hâm mộ những ấn tượng. Dù chỉ mới thi đấu một mùa giải trước đó, nhưng những đợt lính mà anh tạo ra để những người đồng đội của mình di chuyển và có những pha băng trụ quả thật xuất sắc. Thật không qua khi nói, Rừng Jisoo đang là một trong những tuyển thủ đi rừng số 1 Đông Nam Á với phong độ cực kỳ ấn tượng của mình ở giải đấu vừa qua. Với lối chơi hoang dã, gặp là đánh, đến là đón, ưu tiên hàng đầu của Jisoo đó chính là tấn công và hỗ trợ các khu vực đường của mình. Gần như trong những màn hạ gục đầu tiên của Flash đều có sự đóng góp không hề nhỏ của Jisoo. Phong độ thi đấu ấn tượng của Jisoo phần nào khiến những đồng đội của anh có phần dễ chơi, từ đó mang đến chiến thắng cách biệt cho Flash. Bộ đôi Jisoo Shy hiện đang có sự phối hợp vô cùng ăn ý, hứa hẹn cặp đôi trẻ tuổi này sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ hơn nữa trong chặng hành trình sắp tới. Ở khu vực đường giữa, Flash đã sở hữu một trong những midliner tài năng nhất Liên minh huyền thoại top chiến Việt Nam sản sinh, đó là Cầu Dọc. Từ là trụ cột của Divide trong năm 2021, Cầu Dọc ngày một hoàn thiện về kỹ năng lẫn tư duy trò chơi để trở thành một trong những midliner xuất sắc nhất thời điểm hiện tại của WCS. Thêm vào đó, sự phối hợp ăn ý cùng meta đang là những yếu tố ủng hộ cho Cầu Dọc ở mùa giải lần này. Không còn phải bó buộc với những con bài pháp sư, Cầu Dọc nay có thể sử dụng những lựa chọn và tính kỹ năng hơn như Yasuo và Zed ở khu vực đường giữa, từ đó khiến anh phát huy điểm mạnh của mình là tuyển thủ nặng về carry và tỏa sáng bất cứ khi nào đồng đội cần. Với những gì mà anh thể hiện tại giải quốc nội, hứa hẹn Coyot sẽ ngày một phát triển và thậm chí vượt qua thành tích mà SPTC hay cụ thể là July đã đạt được. Ở khu vực đường rồng, Ellie sau khi bắt nhịp được với bộ môn mới đã khẳng định vị thế nhà vô địch của mình khi anh có thể sử dụng cực kỳ nhiều loạt tướng khác nhau nhưng vẫn nắm chắc tỷ lệ chiến thắng cực kỳ cao. Cộng với sự bảo kê đến từ MT, Ellie có thể dễ dàng bắn hạ bất kỳ đối thủ nào dám ngáng đường anh cùng các đồng đội. Tính đến thời điểm hiện tại, Ellie cùng những người đàn em đã có được danh hiệu đầu tiên của bộ môn tốc chiến. Người hâm mộ cũng nên dựa vào đó để kỳ vọng vào thêm một danh hiệu nữa khi họ đại diện Việt Nam tại đấu trường khu vực hay thậm chí là phạm vi toàn cầu. Có thể nhiều người cho rằng những gì mà Flash làm ở hiện tại vẫn chưa có gì to tát nếu so với thành tích của SPTC 2021. Nhưng điều tạo nên niềm tin cho người hâm mộ top chiến Việt Nam đó chính là Ellie. Một tuyển thủ bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như sự bùng nổ của anh chắc chắn sẽ là thuyền trưởng dẫn dắt con thuyền Flash tiến tới chiến thắng tại những giải đấu có mặt của họ. Thành công hay thất bại, đó là câu chuyện của tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn là Flash chính là niềm hy vọng lớn nhất của Liên minh huyền thoại Việt Nam tại giải top chiến khu vực và cả SEA Games 31. Lời cuối cùng, xin chúc mừng Flash đã trở thành nhà vô địch của WCS Việt Nam 2022.